Anh vui tính á. Vui có duyên lắm á. Vui tính có duyên lắm luôn á. Sửa điện mà nhiều đó, sửa điện nhiều cũng có đôi khi nó dễ thương. Hồi trước có té từ cái nhà xuống á. Có nữa hả? Có chứ, tại leo lên cầu thang rồi mình đắt lộn cầu dao á. Giùm cây, té xuống gùm, giùm cây, té xuống gùm đấy. Mời em trai. Xin chào anh Linh ạ. Chào em. Chào chị Vân ạ. Em chào bạn gái bên kia và chào mọi người ở đây trường quay. Em tên là Mai Vũ Trương. Em hiện tại đang làm kỹ sư điện ở khu công nghiệp Avata. Hiện tại em đang sinh sống ở Biên Hòa. Dạ năm nay em 28 tuổi. Còn em? Dạ con chào chủ Quyền Linh. Chào cô Hồng Vân, chào toàn thể khán giả và chào bạn bên cạnh. Con tên là Phan Thị Tú Uyên, hiện tại là năm nay 26 tuổi, đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đang làm marketing và sale tại Bảo Lộc ạ. Mảng gì? Dạ bất động sản. Rồi, đàn trai hãy nói một chút xíu ưu điểm và khuyết điểm cho đàn gái biết đi. Thì ưu điểm của mình là hiền lành, sống rất là tốt với bạn bè. Mình hay nói chuyện, mình chia sẻ, làm cho bạn mình vui. Dạ. Em đây là em thích cái hoạt động bên ngoài, đi du lịch. Hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó. Và có hoạt hình Doraemon được. Trời ơi, tâm hồn trẻ thơ quá ha. Dạ đúng rồi. Có điểm yếu gì không? Dạ có, ít nói. Dạ, cũng sống nội tâm, hơi nhát. Mấy năm về trước thôi thì năm nay cũng đỡ nhát rồi. Giờ ngồi đây là cũng bớt nhát rồi đó. Dạ đúng rồi. Con Minh nè, nói về cái là điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của con thì con là một người hoạt bát, gọi là một người sống hướng ngoại, thích đi đây đi đó và có thể độc lập tự chủ trong cuộc sống của mình. Điểm yếu thì nhiều một chút, hơi nóng tính. Nấu ăn thì không có giỏi cái khoản nấu ăn lắm. Con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh. Dạ, đi cùng bạn bè hoặc là tự đi. Ngoài ra thì con còn nuôi chó, chụp ảnh nữa. Nuôi chó nhiều không? Dạ, con có một bạn. Tên gì? Dạ, tên Dương. Ủa, tên con người luôn hả trời? Dạ. Dương đó nó có liên quan gì tới cái cuộc đời sự nghiệp của con không? Dạ, Dương là, trong tiếng Trung là nó là mặt trời. Thiệt không? Đừng nói là tên người yêu cũ nha. Ghét quá, hận quá, đặt tên chó luôn. Rồi thôi, sẵn mình nói về tình yêu nè. Mấy mối tình rồi nè. Khai luôn tên người yêu là gì luôn nha. Dạ, con tổng cộng thì có khoảng 3 mối tình chính thức. Một mối tình là từ thời năm nhất đại học. Nói chung là 3 mối tình của con là đều gặp ở đi từ thiện hết. Tất cả là đều đi từ thiện. Bắt đầu tên gì? Dạ, nói thôi đi. Quá khứ rồi cô Hồng Vân. Lý do tụi con chia tay là gì? Lý do hả? Ví dụ như là yêu xa chẳng hạn. Rồi bây giờ sao đây? Cái này cũng xa xôi à nha. Đi dễ mà, cao tốc đi cái ào tới rồi. Mình có mấy mối tình rồi? Thiệt ra thì mình đếm trên đầu ngón tay chắc cũng không, chắc cũng không hết. Đúng rồi, hồi nhỏ thôi. Bây giờ từ cấp 3 chính thức có một mối tình, lớp 12. Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm. Nhưng mà tất cả hồi đó giờ chắc cũng phải chừng mấy mối thôi. Dưới trời. Tại chắc hiền nhát nên người ta thích. Mấy mối luôn à? Mười mấy mối. Mười mấy mối tình gian dở lận á hả? Trời ơi, 19 lần gian dở, chào cưng. Đâu lâu đến 19 thì... Mấy chục cái linh đinh hay câu nói của ông bà mình. Nhưng mà thực sự là mười mấy. Dạ, thật sự là 13. Trời ơi, số này đẹp à. Lý do chia tay vậy? Tuổi trẻ hồi xưa là chưa trải sự đời á, chưa. Phe ta bỏ hay là phe địch bỏ? Có mấy lần là mình bỏ, hầu như là người ta bỏ. Bỏ dạ, riêng nó rụng tóc. Bỏ về em mới lên đây em tìm tóc hay. Đâu hồi xưa em cũng nhiều tóc lắm chứ. Nhưng mà mình hận hóc tóc quá. Hôm đó mình buồn quá, mình đi cạo. Ông nó cạo xong rồi chị. Đúng rồi, từ đó là em không mọc tóc nữa. À dạ. Đó. Ôi, tội nghiệp không? Dạ. Cũng như tình yêu mà tóc nó vậy đó. Không, thực ra bạn này nếu bạn để thì tóc vẫn nhiều mà. Rồi nói nghe nè, bây giờ cái cô gái này có ở Túc Lâm Đồng thì em có ngại yêu xa không vậy? Nếu mà yêu xa mà nói chuyện lại bình thường thì cũng không sao đâu chị. Em phóng lên dụng Lâm Đồng thì cũng gần, tầm 2 tiếng. Tùy theo chạy thôi, 2 tiếng chắc công an phạt hơi nhiều. Dạ đúng rồi. Bây giờ nè, em mong muốn cái người bạn bên đây á, là phải như thế nào? Thật ra thì con người em cũng thoải mái. Bạn gái mình chỉ cần là hiền. Lâu lâu mà có cá tính thì một xíu mình biết uống bia, biết nhậu nhẹt một xíu cũng được. Có hình xăm cũng được. Tôn trọng cái gia đình mình. Rồi nhậu nhẹt chút cũng ok. Nhậu càng được càng tốt. Nhiều khi lấy về thì hai chồng cũng mua một thùng bia để ở tủ lạnh á. Thì mình buồn hai chồng là uống. Giống như bạn em cũng vậy á. Không, cái đó là cái thú vui của rất nhiều cặp vợ chồng nha. Hai chồng nhậu với nhau thôi, không có nhậu với ai trơn á. Vậy hai chồng chơi nhau suốt luôn đi, đừng chơi ai nữa. Em có sợ con gái ghen không? Ghen thì em không sợ, chỉ sợ nhắc lại người cũ thôi. Rồi em có nhắc không? Không, em không bao giờ để ý đến người cũ. Bây giờ em đâu còn nhớ người nào để em nhắc đâu. Nhiều quá mà đâu có nhớ nổi mà nhắc.
Mình nhớ cũng không muốn nhắc. Dạ chào chú. Chào cô gái. Dạ. Con nãy vừa nghe chàng trai nói chuyện thì con cảm nhận như thế nào? Con cũng không biết nói sao luôn á. Anh vui tính á. Vui có duyên. Dạ. Lắm á. Vui tính có duyên lắm luôn á. Dạ, anh sửa điện mà nhiều đó, sửa điện nhiều cũng có đôi khi nó dễ thương. Hồi trước có té từ cái nhà xuống á. Có nữa hả? Có chứ, tại leo lên cầu thang với mình lắc lộn cầu dao á. Giật cây, té xuống gùm, giật cây, té xuống gùm đó. Đó, nó vậy đó. Cũng có té lần nữa. Con không thích điều gì đàn ông nhất? Nếu mà về ngoại hình thì con không thích một người hôi. Tại chẳng qua cái tâm sinh lý nó hôi sẵn rồi sao? Hôi. Cái vụ này chú không biết nha. Nó vô tình thôi, nó cũng vô tình té, vô tình rụng thôi con. Rồi gì nữa? Nóng tính, gia trưởng. Người đàn ông vậy chắc tơi tả quá. Gì đâu hói rồi, nóng tính rồi, đủ thứ cho. Chú nghĩ không có người nào gom nguyên tụ vậy đâu. Không biết chăm lo cho gia đình, là một người quá hướng ngoại cũng không tốt. Từ từ con chú. Còn nữa hả? Dạ, không thích sao muối. Sao ngộ ta giống cô á. Thích vừa ôm thôi chú. Nói chung đừng có muối nào luôn, nó cứ bình thường. Giống như Linh vậy đó, cứ bình thường. Đúng rồi, vậy như mà. Không. Chú cũng có tập gym á con? Dạ, chắc tập được một ngày rồi nghỉ. Là em gái đưa ra những cái điều không thích á, em có vướng vô điều nào không? Dạ không. Thì có đó. Không. Hồi em có tóc. Hôi. Phải hả? Không đâu, hôi đâu. Ít tóc. Tức là có cái hình mẫu lý tưởng nào ngoài đời mà có thiệt không? Ví dụ như là Barack Obama vậy á cô Hồng Loan. Cao to và họ là một người vừa là người của công việc vừa là người của gia đình luôn. Không đen cũng được mà đen cũng được. Bên kia thích mẫu hình Obama. Em thích mẫu hình như ai? Nhưng lại vợ của Obama. Kỳ. Vợ Obama. Có duyên ghê không? Hai đứa này nó biết lựa ghê á. Hai đứa tự cảm nhận chứ chú thấy cũng chưa giống gì hết. Để hỏi người thân đã. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với gia đình, với má, với cậu, anh và bạn bè của con. Xin chào MC Hồng Vân, MC Quỳnh Linh. Chào bà trai trai bên này. Mình là cậu của Tú Uyên. Cậu nghĩ là trai trai bên này cũng được, có nhiều cái cũng phù hợp với con. Với lại hỏi chàng trai bên này tí nữa là con kỹ sư điện là học ở trường nào vậy? Dạ đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì cùng ngành với cậu. Dạ dạ. Cũng rất là cậu là hồi xưa là bách khoa lâu lắm rồi. Thôi hai đứa thì đến đây là cũng nên cho một cơ hội để mà mình tìm hiểu xa hơn. Rồi bạn. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Em là bạn của Trương. Dạ xét về Trương thì cũng tính tình rất là vui vẻ ạ. Bạn gái thì cũng nói chuyện thấy cũng hợp với bạn Trương ạ. Nhưng mà tại sao 13 người mà không vô người nào vậy? Bạn nhát lắm. Trời ơi nó nhát. Ủa, vậy đó hả? Thôi được, hai đứa này nó quen nhau vui lắm nè. Cảm ơn em trai, giờ mở rào đi. Ừ. Mở rào. Đó. Hai đứa tâm sự đi. Coi hai vợ chồng Obama không biết xem chương trình này không? Mình chào bạn. Mình chào bạn, mình có món quà rồi. Trong này có một lá thư á. Ở đây thì em có mang tới một món quà bao gồm một bức thư và một cái tấm thiệp đi đến Bảo Lộc. Bạn cứ đưa tới Bảo Lộc đi rồi mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, đưa bạn đi khắp nơi. Đọc đi, đọc thư đi con. Wow, chào cậu. Người bạn ngồi kế bên, tớ là Uyên, một cô gái khá bướng bỉnh, bánh bèo, màu mè, hoa lá, nhưng cũng là một cô gái khá bản lĩnh, tự cường. Tớ đã trải qua nhiều lần yêu và được yêu, vì vậy tớ hiểu thế nào là sự trân trọng. Tớ chỉ một câu gửi đến bạn, nếu bận quá thì bạn đừng nữa, thì đừng bạn đừng yêu. Thôi được rồi. Dạ. Đoạn cuối coi. Dạ đoạn cuối. Đừng quan tâm, đừng quan niệm cái gì là của mình sẽ lại là của mình. Nó chỉ đứng ở một nửa thôi. Người ta yêu mình thì người ta sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng mà nếu như không trân trọng, không sẽ chia, không quan tâm thì cậu à, có yêu cầu đến đâu người ta cũng đưa để đi thôi. Mong sẽ có những ngày hạnh phúc bên cậu. Dạ hết rồi. Nói tóm lại là cái thư này bé này nó nói gì à? Nói tóm lại là bạn ấy nếu bận quá thì đừng yêu. Và yêu một cách phải có trân trọng bạn ấy. Chào bạn. Tại vì qua bức thư này mình thấy là mình thì không có bận biểu gì nhiều. Công việc của mình thì có thể là mình đi 3K, 3 kiếp trực.
Thì nhưng mà thời gian thấy ba kiếp trực đó rất là nhiều thời gian dành cho bạn. Mình nghĩ nhiều, mình đi làm lễ Tết mình trực là nhiều lắm. Nhưng mà bất cứ thời gian nào trừ lễ Tết thì mình vẫn ở bên cạnh được. Mình không ngại xa, mình chỉ ngại mình không có lý do mình xuống dưới thôi. Luôn luôn nếu mà bạn cần mình luôn luôn ở kế bên bạn, bất chấp là có mưa hay là sao. Nhưng mà chắc bão lũ ở trên Lâm Đồng mình kẹt xe mình không xuống được. Ok, trừ những ngày Tết và ngày lễ mình đã nói với bạn. Hồi nãy mình có nghe nói là bạn có tới 13 mối tình, chắc cũng chấp nhận chấp đi đúng không? 13 mối tình đó là tuổi trẻ chưa xảy từ đời các bạn. Tính là mình có 13 nhưng mà thật ra có 3 mối tình chính xác. Bây giờ mình lớn hơn nhỏ này 2 tuổi, mắc gì mình phải xưng bạn với mình. Dạ. Anh em được khẳng định phải. Dạ. Anh coi nè. Giống Obama được phần nào? Giống hết quá. Chắc giống Obama được 10%. 10%. Đúng rồi, mình không có đen gì ổng được. Thì mình là một người rất là thích du lịch. Người ta lớn hơn mình phải lịch sự, mình gọi là anh. Dạ. Ừ, anh em. Em rất là thích đi du lịch cho nên là có thời gian rảnh là em đều sẽ sắp xếp thời gian để chọn một địa điểm để đi du lịch. Thì anh nghĩ anh có thích đi du lịch như vậy không? Vâng, mình thích đi du lịch. Anh thích du lịch. Thích lắm luôn chứ. Nhưng mà không có kể tiền thôi. Tiền nhiều khi cũng quan trọng lắm. Đúng rồi, tất nhiên là tiền sẽ quan trọng. Một năm anh có thể đi du lịch đến 6-7 lần. Em tới em nắm tay cô gái, cảm xúc nãy giờ mình gặp bạn ấy thế nào? Với lại có lấn cấn cái vụ chó tên Dương không thì hỏi luôn nghe. Em tưởng chó tên Trương hết hồn á. Trời ơi, nắm tay hả? Thì trong mắt tay quá. Lạnh quá. Công việc của anh thì không có bận rộn lắm. Thì anh vẫn đi xuống thăm em bình thường. Hy vọng là em giao cho anh một câu hỏi để tìm hiểu. Dạ, sẽ cười. Dạ, em hơi ngại một chút nên em cười. Móng tay làm đẹp chứ nhỉ? Con gái có quyền làm đẹp mà. Không đẹp mà, nó nói gì đó. Hai đứa này nó nói mà như không nói á Linh ơi. Có mình ơn tụi nó nghe thôi, không ai nghe được luôn á trời. Thì anh có một cái bài, nhưng mà anh sẽ hát một đoạn cho em nghe. Tại vì anh kết em rồi, nhưng mà em kết em không. Em cứ nhận lời là anh cưới em về làm dâu của má em liền. Mình cưới nhau luôn. Hay là em thích bây giờ? Đáp lại đi nè nữ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay anh cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Thôi ạ. À, vẫn không nghe tụi con hát cái gì luôn á. Hai đứa này quen nhau dễ thương lắm á. Một nè, hai nè, ba. Hết thời gian. Có bấm không? Trời ơi, bà làm nhỏ rớt tim luôn vậy đó à. Chính thức là các bạn đã hẹn hò với nhau đó, nắm tay nhau đi. À, nắm vậy thôi. 13 mối tình vẫn yếu lắm. 13 mối tình yếu lắm rồi. Xin phép cho con được hôn má. Dạ, hôm nay con xin phép ạ. Hôn thiệt hả? À, có thể hôn giả cũng được. Dạ rồi. 13 người mà sao cô thấy con không có một cái thế nào hết trơn là sao vậy? Làm lại cho nó đẹp đẽ coi nè. À, ít ra phải cổ điển chút xíu vậy chứ. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời nhà gái giới thiệu cho đàn trai biết coi. Dạ, con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Con tên là Thanh Tâm, năm nay con 25 tuổi. Con đến từ Kiên Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức là con đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh là dạ. Nghề gì? Dạ, con làm điều dưỡng ở một bệnh viện trong thành phố. À, dạ. Ở quận mấy? Dạ, con làm ở bên quận 5 chú Quyền Linh. Quận 5 hả? Dạ. Quê ở Kiên Giang. Kiên Giang mình đẹp làm sao? Đó. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Văn và chào tất cả các bạn. Con tên là Nguyễn Văn Trung. Hiện tại con đang làm việc và sinh sống ở hai nơi, An Giang và Bình Dương. Công việc chính của con hiện tại đang là môi giới về đầu tư chứng khoán. Rồi,
chứng khoán mùa này sao rồi con? Dạ tình hình vàng với cổ phiếu hiện tại đừng nói chuyện vàng ở đây con. Tình hình căng lắm con, bên kia là làm điều dưỡng, bên đây chứng khoán ha. Con nói cái điểm mạnh điểm yếu của mình cho bạn trai Bỉnh nghe đi. Dạ cho con xin được nói khuyết điểm của con trước. Là về khuyết điểm của con thì con sống khá là nội tâm, hơi ít nói, với con ngại giao tiếp trước đám đông. Thật sự là ngồi đây con rất là run, nhưng mà ráng gồng vậy đó hả. Dạ. Rồi còn điểm mạnh của con? Dạ còn về điểm mạnh của con thì con biết nấu ăn, biết lắng nghe người khác, cũng như là biết chăm sóc cho gia đình. Còn con? Dạ. Con có những cái ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ con ưu điểm và khuyết điểm hơi bị nhiều. Khuyết điểm trước đi, giống như bên kia coi sao. Cái trước tiên cái khuyết điểm của con là hay bị dễ gọi là ngủ nướng. Tại vì cái tính chất công việc của con thì thường hay gọi là ngủ trễ, nên gọi là đôi khi ngủ khoảng là 7-8 giờ sáng mới thức. Ngủ lên chứng khoán nó lên cái mệt. Thường phiên sáng thì nó không có vấn đề gì. Kèm theo đó là con rất là dễ gọi là dễ quên tên người đối diện. Rồi dạ. Khuyết điểm gì nữa con? Thì hầu như là hai khuyết điểm đó là rất là lớn của con. Còn ưu điểm? Dạ ưu điểm của con thì dễ gần gũi, vui vẻ. Kèm theo đó là hầu như là rất là dễ hòa nhập với gọi là tất cả các môi trường. Nhưng mà con có thể thêm cái khuyết điểm của con là hơi bị nhây. Nhây hả? Dạ nhây, giống nhây như là có lầy không? Nhây cũng hơi lầy. Hơi lầy luôn. Dạ. Nhưng mà đôi khi cũng cần lầy cho nó vui con. Không, con nghĩ như thế thì phù hợp với bạn bên kia, tại vì bạn kia khá là trầm tính. Ưu điểm khuyết điểm bên đây vậy đó, bạn gái thấy sao? Nói nghe nè, bây giờ bên đó có cái sở thích gì đặc biệt không? Hiện tại thì con rất là thích, gọi là thích đi du lịch. Hầu như là tầm độ khoảng 3 tháng là đều đi một lần. Bên đây con có thích du lịch không? Dạ con cũng thích đi du lịch. Vậy hả? Dạ. Có thích nuôi động vật không? Dạ thích, con vô cùng thích nuôi chó mèo luôn. Dạ bạn bên kia có thích không? Dạ con chuẩn bị là định là tìm bạn nữ để là nuôi cún nè con. Dạ. Trời lấy vợ thì làm gì tươi tỉnh, lấy vợ thì nuôi cún. Hai đứa cũng có nhiều cái giống nhau ha. Đúng rồi, đồng điệu á. Bây giờ mình hỏi xem đường tình duyên hai nhỏ hay sao nè. Bây giờ đường tình duyên của mình có mấy mối tình rồi nè? Dạ con có một mối tình đơn phương. Còn nếu nói về mối tình chính thức thì con chưa trải qua mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết. Rồi đơn phương người ta có biết mình đơn phương người ta không? Dạ không. Không biết luôn, dạ. Đó là năm thứ mấy? Dạ năm 2 đại học cô. Như vậy là tới nay là được mấy năm? Khoảng 4 năm cô. Khoảng 4 năm rồi. Dạ. Trời đất ơi. Wow, áp lực cho cái anh bạn bên kia nghe. Anh Trung. Dạ. Đó bên kia là chưa có mối tình nào đó người nha. Người ta chưa có mối rồi, tình nào đó. Rồi con nói đường tình duyên đi, mấy mối tình rồi? Dạ con hiện tại đang có, đã từng trải qua 2 mối tình. Mối dài tình nhất là mấy năm? Dạ dài nhất là một năm. Một xong năm. Rồi đơn phương họ cũng 3-4 năm. Khi mà chấm dứt cái mối tình đó thì bắt đầu quen lại một cô bạn thì lớn tuổi hơn con 5 tuổi. Lớn hơn 5 mà tuổi. Sau thời gian khoảng cũng gần một năm thì họ cũng bắt đầu định cư bên Mỹ. À. Nên trở thành bạn luôn. Rồi, xong rồi đó. Nhưng mà anh nay con ở không là mấy năm rồi, nay con nói nhỏ cô không nghe. Dạ cũng gần 2 năm rồi cô. Ở không gần 2 năm rồi hả? Trời ơi, nay ở không đó giờ luôn á. Dạ con cần tìm yêu thế nào con nói cho bà mối dân nghe cái đi. Cái mẫu bạn gái của con có thích giống như là mà người yêu của con phải giống như công chúa không? Dạ con nghĩ thì không cần như vậy đâu cô. Tại vì xinh quá thì mất công giữ nữa thì khổ. Không, ý cô không nói là xinh quá mà giống như là một cái mẫu hình mà giống như là nhẹ nhàng nè, dễ thương nè, nhìn giống như công chúa vậy đó. Có thích không? Dạ cũng thích đó cô ạ. Thích da trắng hay là da nâu? Da cao khoảng 1-1.5 trở lên là cao mét rưỡi. Dạ thì da trắng. Tóc em sao? Dạ tóc thì chấm ngang vai hoặc vài tí xíu cũng được. Nhưng mà những vấn đề đó thì quan trọng là phù hợp vào cái tính cách và sở thích của người phụ nữ thôi, chứ mình cũng không thể can thiệp được. Có bây giờ con nghĩ là trời ơi, bây giờ là khi mình bắt đầu đến cái với cái chương trình này, rồi tự dưng mình đem về một cái gọi là một cái viên ngọc quý, một nàng công chúa mà mình phải trách nhiệm nặng nề lắm, bởi vì tới 25 tuổi rồi người ta chưa biết yêu là gì luôn. Cô nói con bị đau tim. Bị đau tim luôn, cô còn đau tim giùm con nữa nè. Để tôi qua tôi coi mắt này nhà gái coi sao nha. Đây. Công chúa hả? Đó công chúa. Con chào chú Huỳnh Linh. Trời chào công chúa. Đó. Dễ cưng quá ha. Con muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ mẫu bạn nam của con là một người trưởng thành, chín chắn. Con thích bạn nam ít nói, với không hút thuốc. Còn nếu mà uống rượu thì cũng được, nhưng mà phải biết điểm dừng là được. Đặc biệt là con thích mấy bạn nam mà biết sửa chữa một số cái vật dụng ở trong gia đình á, ví dụ như là lắp điện hay lắp ống nước hay trời là khoan đường gì đó. Ba cái gì nhỏ nhặt đó mà. Ví dụ như nếu bạn nam đó mà cũng thương chó mèo nữa thì con còn khóa dữ nữa.
Được không con? Dạ con nghĩ là được. Sửa được số đồ trong nhà không? Dạ được. Bao nhiêu phần trăm? Nãy giờ bạn gái nói vậy là con dạ, tự... khoảng là 80%. 80% đó. Chỉ có cái việc là cái công việc của môi trường làm việc con nói hơi nhiều, nên nói hơi khó. Chứng khoán mà nói nhiều lắm. Không. Nhưng mà theo cái cạnh là khi mà có hai đứa thì con rất là ít nói. Con không thích điều gì đàn ông? Dạ con không thích con trai gia trưởng với tính hay tính toán. Tính toán? Dạ. Chứng khoán tính vừa lắm. Thì đó, nè đó, nè tính. Tính hàng giờ luôn á. Khoán mà không tính là thua đúng không? Thôi hỏi kiến người thân đi con. Con dạ. Đi với ai? Dạ hôm nay thì con đi với hai đứa em gái. À hai đứa em gái ha. Thế chị dâu tương lai sao? Được không? Dạ con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Ừ. Con thấy chị này rất là xinh và dễ thương, rất là hợp với anh của con. Hai người rất là xứng đôi. Hồi nãy chị nói là thích người đàn ông sửa điện, sửa uống nước trong nhà không? Thì anh em lúc trước là thợ sửa điện, sửa uống nước trong nhà. À. Thợ sửa trong nhà hay thợ sửa ngoài? Sửa ngoài luôn chú. Trời ơi, giỏi vậy đó hả? Dạ. Thôi vậy cũng được, an tâm con, an tâm. Em mong hai anh chị cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn con. Hai đứa này nó giống như song sanh vậy. Con đi với ai ạ? Dạ hôm nay con đến đây cùng với chị và các bạn đồng nghiệp của con. Vậy hả? Đâu chị ơi, chị đâu rồi? Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân ạ. Em là Tinh Chi, em là chị đồng nghiệp của bạn Thanh Tâm. Thì bạn là một người vui vẻ, hòa đồng. Chắc do tình duyên chưa tới cho nên lúc này còn không. Chị thấy bạn trai bên đây cũng vui vẻ, hòa đồng. Hy vọng hai bạn nên cho nhau một cơ hội ạ. Cho chúng trẻ gặp nhau đi. Mở rào ha. Mở rào. Mở rào. Ôi, dạ. Anh có quà, muốn quà tặng em nha. Em cảm ơn anh. Dạ, đồng thời em cũng có muốn quà muốn tặng cho anh. Dạ, okay. Đây là chiếc đèn ngủ hình một nhân vật hoạt hình mà em rất là yêu thích. Em hy vọng là với chiếc đèn ngủ này thì sau một ngày làm việc mệt mỏi thì nó có thể mang đến cho anh một giấc ngủ ngon. Anh có thể mở quà ra coi. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ. Cái này mình mở được. Dạ, à, đọc nó cũng cháy mà không đọc nó cũng cháy luôn. Dạ. À, do lần đầu tiên anh nói chung là cũng lâu lắm rồi không có biết là mua quà tặng cho phụ nữ nên cũng chỉ có duy nhất một cái bó hoa thôi. Với lại bên cạnh bó hoa thì anh cũng đang là sau một cái thời gian làm việc á cũng lén mẹ có một cái quỷ viên gọi là quỷ đen á đang tìm một cái người phụ nữ để giữ giùm. Tại vì người đàn ông thì rất là khó giữ cái quỷ đó thì cũng mong muốn là trước tiên là cũng có được một cái người là giữ quỷ để giúp cho anh. Nữ chủ nhân đúng không? Nữ chủ nhân. À, ở lần đầu tiên thì anh có cảm nhận gì về em không? À, cảm nhận của anh là em rất là xinh hơn là cái mức là tưởng tượng của anh. À, cảm ơn anh. Với lại thấy em cũng rất là vui vẻ. Nói chung là em cũng chỉ hay cười thôi chứ em không có, nó chắc cũng thiếu muối. Anh cũng rất là thích cười. Nói chung là vui cũng cười, buồn cũng cười. Dạ. Ủa vậy là hiện tại giờ là em ở Sài Gòn luôn hả? Dạ đúng rồi, em ở Sài Gòn, em ở bên Tân Bình. À Tân Bình ha. Nhưng mà hiện giờ là anh đang làm việc ở An Giang ha anh? À, hiện tại thì anh đang là chuẩn bị chuyển công tác về dưới. Nhưng mà khoảng một tháng trước thì anh cũng đang ở Bình Dương. À, ví dụ như công việc của em thì khá là bận rộn, cũng có hay trực đêm nữa. Anh nghĩ sao về việc mà người đàn ông trong gia đình á phụ giúp người phụ nữ của mình công việc nhà một xíu? Thì cái hầu như cái việc đó thì đương nhiên thời buổi hiện tại bây giờ là nam nữ gọi là bình đẳng. Dạ. Nên tốt nhất là san sẻ công việc lẫn nhau. Dạ. Dạ, chứ cũng... không phải cứ phụ nữ là phải làm hết tất cả những việc đó. Dạ. Nên cái điều đó thì em cứ yên tâm, tại vì anh thì sống một mình cũng từ thời điểm năm 20-21 tuổi rồi. À dạ. Nên những cái vấn đề đó anh nghĩ làm được. Dạ. Hai đứa trao đổi là bây giờ mình hẹn hò ở đâu, khoảng bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân, thí dụ như thế. Nếu như mình bắt đầu quen nhau thì em nghĩ là mình sẽ tìm hiểu bao lâu? Em nghĩ khi nào mà em cảm giác là em cảm nhận được anh là một người đàn ông tốt. Dạ, chắc khoảng một năm, hy vọng vậy. À. Tại vì hiện tại giờ thì mẹ anh rất là sợ về nhà. Tại vì về nhà, mỗi lần về nhà là mẹ anh cứ bảo đi cưới vợ. Dạ, cũng vậy. Tương lai hai đứa lấy nhau thì về ở đâu? Kiên Giang hay là An Giang? Chú Quyền lên thay em hỏi luôn rồi, anh trả lời luôn nha. Anh thì anh là con thứ. Cái việc mà ở đâu thì nó không quan trọng. Dạ. Thật sự mà nói, ở đâu mà cảm thấy mà mình vui vẻ, mình hạnh phúc thì mình cứ việc ở. Với ba mẹ anh thì cũng không đặt nặng cái vấn đề mà phải đi làm dâu này kia nọ. Dạ. Quan điểm về con trai con gái thế nào? Ví dụ sau này mà có thể tiến tới hôn nhân thì anh thích sinh bao nhiêu con, và là con trai hay con gái? Anh nghĩ là một nam một nữ là một nam một nữ. Dạ. Một nam một nữ là hợp lý. Hai đứa giao lưu văn nghệ chút đi nha. Thôi anh xin là gửi tặng cho em một cái đoạn thơ thôi. Một cái đoạn thơ mà anh nghĩ đang khá là hot
ở hiện tại ở trên trên mạng. Dạ. Anh hãy nắm tay lớn lên nha con, lớn lên cho cô nghe chứ. Đất An Giang đầy nắng và gió, trai An Giang vừa chịu khó lại dễ thương. Nếu một mai mẹ anh cần cô dâu Thảo, em có bằng lòng làm con dâu mẹ anh không? Dạ. Trả lời luôn đi. Dạ em nghĩ là sẽ để thời gian trả lời. Dạ. Ok. Hát đi con. Thiệt sự là con hát rất là dở, cho nên là có gì thì mọi người cũng bỏ qua cho con nha. Hát hay không bằng ai. Dạ, hát con được hát không? Một đoạn thôi nha. Gửi sao anh đêm lung linh và tình sông nơi biển lớn, gửi anh những ngôi sao trên cao, tặng anh chiếc khăn gió ấm, để anh thấy chẳng hề cô đơn, để anh thấy mình gần bên nhau, để anh vững tin cuộc tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc anh thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi anh, nụ hôn của em ấm áp, và anh hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà thôi. Rồi, mà. Được rồi, hai đứa về vị trí đi nào. Giờ đến lúc hai đứa kiểm tra lại, đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Chúng ta hãy lắng nghe con tim của mình nha. Đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả, để tay vào nút bấm đi các bạn. Trước khi bấm, con có thể nói một câu với bạn nữ không ạ? Nói đi con. Nói rồi, chắc nghe nghe. Mình gặp nhau ngày hôm nay đó là một cái duyên. Anh nghĩ là mình, cái này là về phía anh thôi, nhưng mà anh mong ở góc độ là em là bên bên đàn gái, chúng ta có thể là cho nhau một cái cơ hội để gọi là mình tìm hiểu nhau một cách gọi là chân thật và lâu dài hơn. Tại vì đến với cái chương trình này thì anh không muốn dừng lại ở một cái mối quan hệ gọi là bình thường. Và anh mong em là sẽ bấm nút cùng về cùng với anh. Anh xin hát. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Được rồi đó. Nắm tay nhau đi. Rồi bây giờ là nụ hôn đầu tiên con vượt qua được cái đó. Vậy thôi, bình thường đó mà. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Quê hương tôi chính con sông Cù Long, dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng, từ nghìn xưa cây lúa nuôi dân ta lớn. Trời ơi, trời ơi, cá tính dễ sợ chưa. Rồi chào hai bạn. Vâng, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ vâng, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Và em chào tất cả mọi người. Em chào luôn anh Nam kế bên. Em tên là Phạm Thị Kim Chi, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại quê em là Tây Ninh. Em đang làm quản lý chất lượng tại công ty Quy E Việt Nam. Trời. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, chào em, quý vị khán giả và chào bạn gái bên kia. Em tên Quỳnh Tài Phúc, 27 tuổi, em đang làm nhân viên an ninh ngân hàng, quê ở Tiền Giang. Em làm việc ở đâu? Dạ, em làm việc ở Tiền Giang luôn chị. Tiền Giang là huyện nào? Dạ, ở thị xã Cai Lậy. Thị xã Cai Lậy, cũng cách trở xa chút xíu nha. Em có ngại yêu xa không? Dạ, với em thì em cũng không ngại yêu xa, tại vì... nào giờ thì em thật sự là em chưa yêu ai bao giờ nên em cũng không biết là xa gần như thế nào. Chưa có mối tình nào luôn hả em gái? Dạ đúng rồi, em chưa có mối tình nào hết. Trời ơi, em có điểm mạnh điểm yếu thế nào? Dạ thôi thì em nói về điểm yếu trước đi. Em thì em cũng không có ngăn nắp lắm, em cũng hay quên nữa. Em thì em chỉ làm duy nhất một việc thôi, chứ em không thể làm nhiều lúc cùng một lúc nhiều việc được, đúng không? Cũng giống như việc quan tâm một ai đó thì em chỉ quan tâm được một người thôi. Thôi còn điểm mạnh của em? Điểm mạnh của em thì em cũng rất hòa đồng. Em hay chọc cười mọi người. Chứ lại là em cũng biết nấu nướng, nấu ăn. Chị cảm giác là em tương đối chững chạc so với lứa tuổi đó. Em thì mọi người có cái cách nhìn nhận nó khác, nó ngược lại. Có nghĩa là em hơi trẻ con xíu. Chắc là do em hồi hộp quá, em chưa bộc lộ con người của vậy em đó hả? Thật, con người rồi, thật của em. Bây giờ thì mình sẽ lắng nghe cái điểm mạnh điểm yếu của chàng trai nè. Dạ, điểm mạnh của em là thích giúp đỡ người khác, vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn. Dạ, có chí hướng làm ăn mà giờ nói chung thì em thì không có giờ được tiền. Giờ phải kiếm một bạn nữ về giữ tiền. Trời ơi, khỏe, có bằng kia rồi ha. Rồi điểm yếu là gì? Dạ, điểm yếu của em là tính hay quên, có nhậu. Nhậu nhiều không?
Dạ nhậu khoảng 6-7 lon. 6-7 lon thì tính ra nó cũng hơi nhiều quá. Anh nhậu có thường xuyên không anh? Cũng đôi khi có bạn mới nhậu không. Trong một tuần anh có bạn mấy buổi anh ơi? Dạ, đôi khi 2 tuần mới có ngày. Ta lo làm ăn mà 2-3 tuần mới có ngày không sao đâu. Mà 6-7 lon nó chuyện nhỏ mà. Chừng nào mà uống chừng hơn chục thì mới là dữ ha. Ủa nhà em có trồng trái mít này hả? Dạ nhà em khoảng 2 công. 2 công hả? Trồng mít không hả? Bao nhiêu gốc cưng? Dạ 2 công khoảng 400 gốc. Ngồi bên đó tôi nghe mùi mít luôn á. Mồm lắm. Mít của em chắc là mít mít giống như mít Thái hả? Dạ mít Thái. Mít anh gì? Linh thích ăn mít lắm. Ngon, mít ngon lắm. Mấy người ăn mít là cái thân nó cũng giống giống như mít luôn vậy đó. Nãy bên kia anh nghe là chưa có mối tình nào hết trơn á. Dạ. Ha, còn gọi là trinh trắng luôn á. Thân em vừa trắng lại vừa trơn. À, đấy. Còn em trai em có mấy mối tình rồi? Dạ em giống như bạn thì chưa có mối tình nào mà có mối tình đơn phương thời em học trung cấp. Có nghĩa là bây giờ bạn cũng là trinh nguyên luôn. Đúng rồi. Bạn bên đây cũng nguyên trinh luôn. Đúng rồi. Đó. Em nè, em dạ. Có cái mẫu hình bạn gái như thế nào không? Mẫu hình của bạn gái của em, người phụ nữ của gia đình, biết quan tâm, lo lắng và chia sẻ. Còn về ngoại hình thì sao? Dạ ngoại hình thì tròn tròn xíu. Em thích tròn tròn. Dạ. Rồi sao nữa? Dạ cao từ 1m55 trở lên. Rồi có tròn, có 1m55 đổ lên. Có mắt kiến thì tốt, tại vì em cũng đeo mắt kiến. Hình như là em cầu được ước thấy đó. Thì chị hỏi cảm xúc của bạn này. Em ơi. Dạ. Bạn nói cũng chưa yêu bao giờ luôn á. Em cảm giác em sao? Mặc dù là em chưa có bạn trai nhưng mà em thấy là em cảm nhận là em thấy hình như là tính em nó hơi bạo á. Tại bình thường thì em thích gọi con trai là bé, em xưng chị gọi bé. Cái đó là đối với những bạn nhỏ hơn thôi, còn lớn hơn thì em chưa có thử điều đó đâu. Nhỏ hơn kêu bằng bé, còn lớn hơn em kêu bé bự. Ví dụ bên đây em kêu bé bự được nè. Để qua tôi coi bé bên kia thế nào đây. À, chào bé. Dạ vâng. Kêu bé bự cũng được, bên đây cũng tròn tròn dễ thương lắm. Ủa bên kia cũng bé bự hả anh? Cũng bé bự luôn. Tại em thì thuộc kiểu dạng là em cũng dư mỡ rồi. Nên em cũng không có thích bạn trai mình mập lắm. Trời ơi, không mập lắm, vừa vừa thôi, thấy không? Ừ. Chắc như hột mít vậy đó. Chắc hả anh? Ừ, chắc lắm ha. Dạ. Còn em tưởng tượng một cái người yêu lý tưởng thế nào? Em thì em nghĩ là người yêu của em cũng khoảng tầm 1m7 trở lên. Ừ. Nếu mà tốt nhất á thì to bự khỏe khoắn thôi, nhưng mà em không có thích mập. Này không mập lắm đâu, này cũng cỡ anh thôi. Cỡ anh là đẹp rồi. Phải không? Thôi, dạ, đúng rồi, em cũng thấy anh đẹp lắm á. Hay quá vậy ta, cũng đẹp lắm. Em cũng thường đi tán trai lắm á, nhưng mà chỉ tán thôi. Được, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nha. Con gái đi với ai? Hồi sáng thì em với má em cũng đã chuẩn bị hết rồi. Ừ. Nhưng mà có gì đột xuất nên má em không có đi được. Về thông báo với má sao ha. Dạ, nhưng mà trước khi là má cho đi lên đây thì má có nói phải dẫn má mới cho về. Chẳng má, những dẫn về mà còn giác thêm trái mít về nữa. Má ra chỉ thị rõ ràng vậy đó. Hôm nay anh có giác không mít luôn hả anh? Có mít. Em trai đi với ai? Dạ em đi với bác em. Chào Quyền Linh và Hồng Vân. Nói chung là Phúc nó hiền lắm. Nếu hai đứa mà thấy hợp ý nhau thì mẹ nó thì cũng trông có dâu dữ lắm. Hai đứa cố gắng đi đặng mà tới với nhau. Thằng gái thì cũng tương đối. Hai đứa thì nó giỏi ý đi rồi là mình mới biết được. Chứ giờ mình chưa có biết được. Để giỏi ý hai đứa đi ha. Rồi cảm ơn bác. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt. Chuẩn bị tinh thần. Tấn công tới tấp. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng rất thích hoa. Mít rồi dè qua đây thôi khỏi trao. Đó dè qua đó. Em tặng anh đặc sản của em Tây Ninh, bánh tráng với muối tôm. Thì em mong rằng anh có thưởng thức nó thì cũng nhớ là Tây Ninh, cũng sẵn tiện nhớ tới em nha. Rồi cảm ơn em. Cái quà này là cái quà quê hương của anh. Thì em dùng nó có ngon thì nói anh ship lên cho em nữa. Anh ship lên cho em nữa hả? Anh ship trái thôi hả? Anh có ship gì đúng không? Ship luôn người thôi người. Dạ vậy được á anh. Em sao em lại tặng bông hướng dương? Em thích hướng dương với em tặng 11 bông hướng dương này là cũng ý nghĩa là một đời một kiếp mãi yêu em. Dạ 11 đó qua nó có ý nghĩa quan trọng như. Hai bạn ngồi giao lưu tâm sự đi. Khi gặp em thì anh có nghĩ cái mẫu bạn gái nó có trùng với suy nghĩ của anh không?
có 90% luôn á, tôi làm chứng luôn á, những cái gì mà Phúc muốn á là bạn bên đây có hết luôn á. em thấy anh sao? Em thấy anh mặt anh cũng tròn chỉnh, nói chung hình như em thấy cái mặt anh cũng giống gần giống cái mặt em á, nó cũng đều tròn giống cái mặt em á. Thật sự thì hình như là chỉ hơi mập cái mặt thôi, chứ còn những cái khác thì nó cũng vừa dặn rồi. Tại nãy anh nghe em nói là không thích người hơi mập, anh cũng sợ, anh lo. Mới nãy nghe anh nói anh mập như cái mít này, em cũng lo. Anh Linh á, ai nói mập đâu, nó bé bự thôi mà. Ông nói cũng tròn tròn như trái mít đó, làm nhỏ lo nè. Trái mít có chút xíu thôi mà. Trái mít là giờ nó lăn không chứ nó không có đi vậy. Trời, bây giờ quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào? Nếu mà mình quen nhau hợp bao nhiêu lâu em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là quen khoảng tầm 1 tới 2 năm rồi tiến tới hôn nhân. Nói chung nhà thì có ngoại á, cũng lớn tuổi rồi, ngoại thì cháu cố ngoại thì chưa có ai á. Giờ có mình anh lớn à. Ngoại cứ gặp là ngoại cứ hỏi chừng nào đám cưới con. Anh cũng giống em á, nói chung là bên ngoại thì em cũng lớn nhất. Cũng nhà cũng hói có nhanh có bạn trai rồi để tiến tới hôn nhân á. Em có làm dâu được không? Em chỉ sợ là ba má chồng không chịu dâu thôi, chứ em thì em làm dâu được rồi. Ba má anh thì dễ lắm. Ba má dễ lắm. Em đừng có lo chuyện đó. Dạ. Vậy em sẽ hát một bài cho anh nghe nha. Rồi. Bài có tựa đề là Yêu. Yêu là vòng tay, là cùng nhau trong tay đi giữa con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, những phút giây thật tuyệt vời, là ngày anh bên em không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Anh có muốn tặng em cái gì nữa không? Anh rung quá. Tóm lại nãy giờ em giao lưu xong em nắm tay cô ấy, em cảm giác nó có truyền một cái ngọn lửa tình yêu rồi. Đến với mình không? Dạ có, tim em đập quá. Em có thích người con gái đối diện không? Dạ có. Em có mong muốn người con gái ấy về Tiền Giang không? Dạ rất muốn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Còn chuyện cô gái bấm hay không, chúng ta chờ câu trả lời nha. Dạ. Vâng, không biết là Phúc làm sao chứ thấy gì là nôn nao dữ lắm rồi đó. Chúng ta để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định. Đây, nút bấm đây. Sau 3 tiếng đếm, bấm nút là hẹn hò, bấm nút là cho nhau cơ hội để ta tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chuẩn bị. 1 2 3 Wow. Rồi, nắm tay đi. Chính thức hẹn hò rồi đó. Bây giờ mình xin phép bác ha, xin phép gia đình hai bên cho tụi con bắt đầu hẹn hò và tìm hiểu nhau, và con hứa sẽ như thế nào đó. Nói đi Phúc. Dạ con cũng xin phép gia đình bên bên bạn gái cho con được quen, chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho bạn. Rồi nói với bác kìa, nói một vài câu với bác đi. Dạ thì hiện tại thì con cũng ưng ý khoảng 80% thôi, nhưng mà con nghĩ là trong tương lai chắc nó sẽ lên tới 100 á. Dạ. Dạ vâng. Rồi. Nào làm thủ tục nào bạn ơi, bạn Phúc ơi. Cho anh xin phép không em? Mời nhà trai. Xin mời ngồi ạ. Xin được mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào bạn gái ở bên kia, xin chào tất cả khán giả. Chương trình thì rất là chu đáo, do đó tôi cũng soạn cái chương trình của tôi một tí cho nó ngắn gọn cho nó. Dạ. Tôi xin đọc tất cả các cái thông tin của bên tôi trước. Dạ dạ dạ. Nhất tôi tên là Trần Văn Niềm. Giấy khai sinh thì là sinh năm 1954, nhưng mà thật sự là sinh năm 1955, tức là tuổi Mùi mạng Kim. Quê quán Thái Bình. Tôi là giảng viên đại học của trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ở đường D2. Cái ưu điểm của tôi là tự lực cánh sinh từ bé, vì nhà chỉ có 4 anh em trai, tôi là thứ ba. Cái ưu điểm thứ hai là thích nghi với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Cái thứ ba là vui vẻ hòa đồng. Cái thứ tư là có lòng tôn trọng, tự trọng trong cái tình bạn cũng như trong tình yêu. Đặc điểm thứ năm là tôi yêu thích môn bóng bàn và cái dòng nhạc cụ dân tộc. Thế còn về nhược điểm, tôi bị hơi bị ít nói, và
trong các cái quan hệ cuộc sống thì nhiều khi nó lại là một cái tác động tiêu cực. Về hôn nhân của tôi, năm 30 tuổi tôi lấy vợ và 9 năm sống ở Hải Phòng ấy, thì các cái mâu thuẫn của hai vợ chồng hầu như là ít, nhưng mà tôi cũng không để ý đến nó. Nhưng khi vào Sài Gòn được 3 năm và sau khi xây được căn nhà thì hai vợ chồng cãi lộn và vợ tôi đã viết đơn ly dị 2 lần nhưng tôi không ký. Vì lúc đó cháu trai lớn là 11 tuổi, cháu trai thứ hai là 7 tuổi. Thế sau đó thì các cái mâu thuẫn nó ngày càng nhiều và tôi cố sống nhẫn nhục, chịu đựng để cho gia đình êm ấm. Và đến lúc về hưu thì tôi không chịu được nữa, tôi viết đơn ly dị. Trước đó thì cô ấy viết đơn ly dị tôi lúc khi ở Hải Phòng vào đây mới được 3 năm. Và giờ đây tôi muốn tìm một người bạn gái. Ngoài cái sự chung thủy ra thì trong cuộc sống phải có sự tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe và biết chia sẻ, sống vì nhau để cho cuộc sống vui vẻ hơn cái giai đoạn này. Chú cho con xin, chú cho con xin văn bản luôn ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Đây là văn bản của chú, con sẽ giữ để con làm y chang vậy chú ha. Dạ. Trời, chú viết thành văn bản luôn á hả? Có văn bản luôn, tôi gửi cho nhà gái để nhà gái có thể thực hiện theo văn bản của chú. Dạ. Rồi. Dạ, chào chị. Đây văn bản của nhà trai gửi nhà gái ạ. Dạ. 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 Văn bản đó mình giữ nha. Dạ. Rồi nếu cuối cùng nếu được thì mình cùng ký vô văn bản giùm cái. Dạ. Có gì không đúng đem ra nói chuyện. Dạ, cháu chào chú ạ. À. Cô Ngọc Lan cây sáo. À, dạ. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Cây sáo. Dạ, cảm ơn. Cây nhà lá vườn. À, dạ, tự làm luôn hả? Vâng, tự làm và tự. Hay quá vậy ta. Học môn. Trời, tiếc quá con không biết thổi sáo. Hả? Trời ơi. Đây hả? Đúng rồi. Biết không? Được không? Ủa đúng đầu không vậy? Hả? Thử coi. Anh bịt kín lỗ vào, ba lỗ này bịt kín ba lỗ. Dạ. Lỗ này là lỗ định âm. À dạ. Yeah. Vâng. Lỗ này đó hả? Lỗ này định âm còn sáu lỗ này là sáu ngón. Thấy lỗ nào cũng như lỗ đó. nó chỉ khác nhau khoảng cách thì nó sẽ tạo ra âm. Ví dụ như bịt kín là đô. À. Rê, mi, fa, son, la, si. Dạ. Vâng. Rồi từ từ em sẽ tìm hiểu từng cháu lỗ. Sẽ, dạ, cháu sẽ về tự học ở trên mạng. Nói chung là thôi, về nghiên cứu các lỗ ha. Rồi từ từ mình sẽ tìm cách mình thổi từng lỗ nó cũng kêu thôi. Đề nghị biên tập giữ nguyên cái khúc này không được cắt. Ủa? Đúng mà. Tôi không nói gì cả. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Nha. Gửi bà mối giữ kỷ niệm cho. Dạ, cảm ơn nhà trai, thôi, cảm về ơn nghiên chú. Cứu nha. Dạ. À, không có gì. Okay. Rồi bây giờ mình sẽ đến với phần giới thiệu của nhà gái nè. Dạ. Xin chào hai MC Kiều Linh và Ngọc Lan và chào bạn anh trai bên kia hàng rào. Chào toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi tên đầy đủ là Phan Thị Thuận, sinh năm 1959. Hiện nay đang ở tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây là tôi từng làm bệnh viện ở tại quận Tân Bình 33 năm. Và tôi cũng đang nghỉ hưu, hiện nay đang hưởng chế độ hưu trí của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh luôn. Và về hưu thì tôi là nội trợ, hiện nay không có làm hưởng chế độ hưu và có những cái việc phụ khác thôi. Dạ. Dạ. Cô hơi rung. Dạ, cô rung lắm, cô nói chuyện giọng rất là rung. Cái Ngọc Lan ở đây rồi, cô đừng rung nha. Không có gì, thoải mái lên. Dạ. Ở đây có nhiều người ủng hộ mình lắm ha. Dạ. Bây giờ mình gia đình mình có mấy người con rồi? Dạ, tôi lập gia đình được từ năm 86. Dạ. Nhưng mà thật sự hai vợ chồng không có hợp nhau, cho nên là cái sự gần gũi không có nhiều, cho nên là bản thân tôi cũng chưa có con. Không có luôn. Dạ. Trời dạ. Ơi. Nhưng mà cô và chú ly hôn với nhau khi nào ạ? Ly hôn năm 2023, à lẻ 3. Dạ. Tức là 2003 đấy, tức là 20 năm rồi đó. Dạ, dạ. Tưởng 23 là hơi mệt đó. Dạ. Dạ. Năm sau mới tới 23. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ chắc là thôi, chuyện cũ mình cũng bỏ qua. Dạ. Ha. Dạ. Nó cũng trở thành những cái ký ức rồi. Dạ. Mình cũng chưa có một đứa con nào cả. Mà mình hôm nay cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Mình chắc mình cần một cái người bạn tri kỷ hả? Dạ. Gì hả? Dạ.
một người bạn tri kỷ như thế nào ạ? Dạ, cái thứ nhất thì bản thân tôi thì là người sống rất chung thủy, giàu tình cảm và biết chan hòa, biết chia sẻ, thì bạn và cũng mong muốn là tìm được người bạn trai ở đây là cũng là chung thủy là cái đầu tiên, vì ông chồng trước tôi cũng không chung thủy nên là trừ với đó cho nên hai vợ chồng bị tan vỡ. Cho nên là cái đầu tiên là chung thủy, thứ hai là biết chia sẻ, thấu hiểu và không gia trưởng, không thuốc lá, không rượu bia. Mình có thuốc lá rượu bia gì không? Không có thuốc lá nhưng bỏ mười mấy hai chục năm nay giờ hút cũng không tốt đâu. Vâng, không tốt thế nào. Rồi mình có gia trưởng không? Không gia trưởng. Dạ. Không rượu bia, không thuốc lá, không gì hết. Mình có chung thủy không? Có chung thủy. Dạ. Bây giờ tới tuổi này không chung thủy cũng không được luôn. Đúng rồi. Dạ. Tuổi này thì mình muốn tìm một người tri kỷ, dạ, tâm sự với nhau, dạ, nương tựa vào nhau lúc trái gió trở trời. Dạ. Thật ra tuổi này nói chuyện yêu đương thì nó hơi gọi là quá, nhưng mà thật ra là mình cần một cái tình, đúng không? Đúng, dạ, đúng không nhà gái? Dạ. Mình cần một cái tình, cái nghĩa để cùng gọi là nắm tay cùng nhau, cùng già nhau về, dạ, chăm sóc tuổi già lẫn nhau. Dạ. Hả? Dạ. Thôi bây giờ mình nói về tiêu chí. Ừ. Tiêu chí nói rồi. Ừ. Mình hỏi tiêu chí bên kia, bên kia tiêu chí nói rồi. Ừ. Thật ra tiêu là tiêu chí có. Nhà gái coi thử coi có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nhà trai. Nhà trai cẩn thận lắm, dạ, làm nguyên cái văn bản luôn ạ. Nói chung thì cơ bản thì cũng đáp ứng được trên 50%. À, trên 50% à. Dạ. Nhưng mà nhà trai muốn hỏi nhà gái có ưu điểm, khuyết điểm gì không ạ? Dạ, ưu điểm thì là người sống tình cảm, nhanh nhẹn, hoạt bát và xử lý mọi tình huống trong gia đình, thì là nói chung là người đùm bọc chia sẻ với tất cả các chị em trong gia đình. Cái khuyết điểm thì nói chung là cũng hơi nóng tính, hơi nóng tính và cũng không được khéo léo lắm trong vấn đề cư xử, nói lời ăn tiếng nói đó, cái cách nói của mình đó, dạ, không được khéo léo lắm thôi. Dạ. Thật ra thì cũng rất là hay, tại vì con rất là ít nghe một người mà tự nhận xét về bản thân mình là không khéo léo lắm trong lời ăn tiếng nói. Yeah. Nhưng mà cô lại tự nhận xét về mình như vậy là chứng tỏ là cô rất là hay đó, hơi khéo đó. Mình biết nhận ra cái lỗi của mình là người không bao giờ để xảy ra lỗi đó. Đúng rồi, dạ. Yeah. Mặc dù là không khéo léo nhưng mà Nguyên là làm chủ tịch công đoàn của bệnh viện mấy nhiệm kỳ liên tục. Trời. Tức là Nguyên đứng về bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Dạ. Yeah. Nên là cũng được bằng khen của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố, bằng khen của và mấy năm liền chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trời, hay quá. Quá khéo léo luôn, dạ, rồi đó. Khéo léo lắm luôn á. Còn mình có ưu điểm, khuyết điểm gì nói cho nhà gái mình nghe bên kia cái đi. Cái điểm thì bạn nãy tôi nói rồi nhưng bây giờ nhắc lại. Rồi, mình có cái tật xấu gì không? Tật xấu tức là xấu nhất tức là ít nói đấy, ít nói quá. Ít nói quá. Vâng. Bây giờ con cái ở với ai vậy? Con cái ly hôn, trước khi ly hôn thì chia tài sản xong xuôi hết rồi. Con trai thứ hai nó ở riêng, vợ với thằng con cháu nó 5 tuổi. Thế còn thằng lớn thì ở với mẹ nó, còn tôi ở riêng. À, chú ở riêng một mình hả? Tài sản chia riêng hết một mình một nhà luôn. Chia là chia nhà cắt làm đôi á hả? Không, ví dụ như là hai cái nhà thì mẹ... À, có hai cái nhà. Ví dụ thế mỗi thì... Mỗi người một cái. Vâng, một người cái. Là giờ mình ở nhà riêng rồi đúng không? Vâng, nhà riêng. Có con cái ở chung không? Không, không, một mình tôi hết. Một mình tự thôi nấu hả? Ăn, nướng, đi chợ hết. Trời con ơi. Con chú lớn chưa? Thằng sinh năm 84, một... Lớn hết rồi. Một sinh năm 89, lớn hết rồi. Lập gia đình hết rồi hả chú? Không có chờ con được đâu. Con tưởng chưa lập gia đình. Không được, kiếm thêm. Con tính kiếm thêm. Không có chờ con được đâu Lan ơi. Con đừng có kiếm thêm ở đây ha. Dạ thì thôi. Mình đang làm mai, mình không có vô kiếm thêm đây. Thì thôi. Yeah. Tại vì thực sự ra với cô chú thì con rất là con là cái người không có kinh nghiệm nhiều trong cái này, nên là ngày hôm nay có lẽ là vai trò của con sẽ là ngồi lắng nghe nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ. Thật ra nhà trai nhà gái. Dạ. Cũng lớn tuổi rồi, có thể tự quyết định cho mình một dạ. người tri kỷ nào đó. Dạ. Mình chỉ là đứng mình nghe, mình thôi. Nghe thôi, mình góp ý. Thật ra đường đời mình không bằng dạ, đúng. Nhà trai nhà gái không đâu, dám góp ý. Không có dám góp ý. Nhà gái hiện nay mình ở với ai à? Dạ, ở một mình ạ. Một mình, dạ. Nhà riêng mình luôn hả? Dạ. Vậy thì hai người chắc phải cho thuê căn nhà. Mình lấy tiền đó mình sống thôi, mình sống dạ. thôi. Đi chơi, đi du lịch. Ở hai cái nhà nó dư. Dạ. Hai người ở một cái thôi. Dạ. À, theo Linh là vậy ha. Dạ. À, hôm nay nhà gái mình đi với ai ạ?
Dạ đi có đứa em gái với đứa cháu gái ngồi đây ạ. Dạ. Rồi mời đại diện nhà gái ơi, nói chút xíu thôi. Trước tiên cho con xin chào chú Huyền Linh với chị Ngọc Lan. Chào chú với chào tất cả khán giả trường quay. Con thấy chú ở đây cũng khá ok á. Hợp với cô lắm luôn á. Cô con thì rất là dễ thương, rất là nhanh nhẹn. Chỉ có một cái là cô hơi nóng tính chút xíu thôi. Chủ tịch công đoàn là phải quyết đoán chứ không phải là nóng tính đâu. Thật ra những người này là phải bản lĩnh lắm mới làm cái vị trí đó. Dạ. Có gì về chú thuyết phục cho cô chút xíu. Nhưng mà cô rất là dễ thương. Dễ thương đúng không? Dạ. Con xin hết. Cảm ơn. Cháu cũng dám nói gì nhiều đâu. Cháu chỉ nói như đó thôi. Không dám nhiều đâu. Nhiều khi sợ chú la. Rồi. Chú ơi, mình đi với ai vậy chú? Chú hôm nay không muốn thông báo với ai cả. Chú muốn bí mật hả chú? Thành công xong về thì bắt đầu mới thông báo. Dạ đúng rồi. Thành công về mình làm một tiệc hoành tráng luôn. Vâng, đúng, vâng. Coi như là một ngày để kết nối hai tâm hồn vâng. lại với nhau. Lúc đó mình mới giới thiệu với con cái với đúng anh em bạn bè. Nhớ kêu Quỳ Linh với Ngọc Lan làm MC nha. Vâng. Thôi mình mở rào dạ. đi. Dạ mở rào. Xa nhà gái này đặc biệt lắm, mở rào. Mời chú ạ. Tặng em bộ hoa. Dạ. Tình yêu. Dạ. Em chào bác cái quà ạ. Em cũng có chút quà tặng anh. Ở đây là một cái chai dầu nóng gia truyền mà để bảo vệ sức khỏe xương khớp. Dạ, em có tuổi. Dạ. Thế xin lỗi em nói giọng Bắc là em là tỉnh nào? Dạ, đúng ra thì gốc em là miền Trung, là ở Quảng Trị. Thế? Nhưng mà vì bố mẹ là đi cách mạng tập kết ra Bắc, sinh ở ngoài Bắc. Rồi sống cũng nhiều tỉnh, bố mẹ đi công tác ở nơi nào thì con đi theo đó. Thế cho nên các tỉnh miền Bắc, miền Nam là cũng đi hết. Dạ. Dạ. Rồi về công tác ở quận Tân Bình, từ năm được 33 năm về nghỉ hưu đến nay rồi. Nói chung là giờ cũng có cuộc sống bình ổn. Bây giờ trước khi mình giao lưu kết nối đó, mình làm tiết mục văn nghệ, lấy cái gọi là... Đó, đây, đây, dạ. Cái này không thổi được hả? Không thổi được, cái này thôi. quen rồi. Cái này tông đô, cái này tông rê. Cái tặng là không thổi được. Không phải. Thổi luôn. Nó chơi rồi chứ. Cái này tông đô. Dạ. Bởi vì cái dạ. kháo khuyết cho mình. À cái này tông đô. Tông, cái dạ, này tông rê nó cao hơn. Cái này tông đơ. Tông đô. Cô ngồi nghe. Hồi hộp lắm nhưng mà hồi, cố gắng. Đúng rồi. Tiết mục văn nghệ của nhà trai bắt đầu. Tôi xin thổi một đoạn bài Lý Hoài Nam của tác giả Nguyễn Văn Thương. Hình như là do bác Đinh Thìn bác ấy phổ nhạc. Dạ. Vâng. hụt hơi xin lỗi. Nói chung là dậy từ 4 giờ sáng nên bây giờ nó nhịp hơi... tim nó thay đổi liên tục thành ra hơi nó cũng thay đổi. Vâng, nhịp dạ. tim thay đổi đúng anh quên lên. Sao chú? Dạ. Bây giờ có lẽ rằng quan trọng là bữa nào thay đổi thổi cái khác hả chú hả? Không. Đây là dạ. cái đô mà cái này rê. À. Chú đổi cái rê rồi được thôi, không? Thôi. Dạ. Nói chung là làm dậy từ lúc 4 giờ sáng mà cái tuổi này thì là như theo anh Quỳnh Linh là nhịp tim nó tim loạn lên rồi, thay đổi rồi, thay đổi rồi. Dạ, gặp đối tượng của mà cái này do cái môn nghệ thuật này thì nó phụ thuộc vào sức khỏe và cái hứng thú của mình. Dạ đúng rồi. Thì nó mới biểu diễn được. Bây giờ mình hát tặng nhà gái được không? Hát câu đúng nha. Rồi tôi cố gắng hát một đoạn. Ủa, có luôn văn bản câu luôn. Có văn bản. Nhà giáo mà làm cái gì là cũng phải có văn bản rõ ràng. Không, bởi vì
Thường thường lên những cái chỗ đông người như này là nó cái trí nhớ nó bị giảm đi. Thì mình phải ví dụ như là trước tôi đám cưới con trai là cũng phải viết văn bản đọc không cẩn thận á, ra là cẩn thận thôi. Rồi. Khi em nói yêu anh vườn cây đầy hoa trái, khi anh nắm tay em mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ, và khi chúng ta yêu nhau chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi, cảm ơn chương trình. Không cất lên được. Cô có thể đứng lên đáp một bài nào đó với chú. Thật lòng mà nói, bản thân tôi thì rất là yêu văn nghệ, yêu thể thao nhưng mà lại không có năng khiếu về hát. Cho nên là không biết là như thế nào được, xin cất được không ạ? Múa được không? Dạ không ạ, thì càng không biết ạ. Điêu vũ được không? Dạ không ạ. Chắc là thích thưởng thức, là đi cũng yêu bóng đá, yêu thể thao. Rất là hâm mộ đấy của Phan Đăng Khoa. Nhưng mà thật sự lại không hát được hay, không hát được nhiều. Vậy mình về chờ ngồi mình giao lưu một tí ha. Nhà trai ngồi xuống đây. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu trao đổi tâm sự nha. Không gian này là của cô chú đó. Xin lỗi, em nhìn anh thấy thế nào? Dạ, thấy anh cũng chững chạc mà cũng rất là ok. Biết nói chuyện. Anh cũng nhìn em anh cũng thấy cảm tình và cũng ok luôn. Hiện nay anh đang ở đâu anh? Anh bây giờ ở 94/4 Võ Oanh, phường 25, Bình Thạnh. À, Bình Thạnh. Thì anh có căn nhà đấy ở thì anh thôi cái này nói riêng sau không nên nói với chương trình. Nói chung là có một căn nhà riêng. Và cái tầng trệt thì mình cho thuê, chứ còn anh ở tầng trên. Thế là có cái thu nhập Có cái thu nhập lương hưu thì 7.3 triệu cộng với kia nữa. Nói chung thế là lương hưu của anh là cao hơn tôi đấy. Bên đây là lương hưu bên ngành y tế lương hưu thấp hơn. Nhưng mà cũng có cái thu nhập khoản khác phụ thêm. Thế nên là cuộc sống về mặt kinh tế thì cũng tạm ổn, không phải lo gì về mà lại là có cái bảo hiểm y tế cái xã hội nọ kia thì mình nói chung là cũng ổn. Hiểu cái là cũng muốn được là cái tìm được người bạn và người tri kỷ về tuổi già cho nhau chén thuốc chén cháo lúc hủ hỉ tâm sự với nhau, rồi lúc đi chơi du lịch đó đây thì tôi cũng thích đi du lịch. Thế anh có thích du lịch không? Vâng, có thích du lịch. Cố nhân người ta có nói câu là về lúc già đấy đừng nên sống đủ tuổi một mình. Người ta cười cho. Và nên có một người vợ tri kỷ sống để cho cuộc đời nó vui vẻ hơn. Đấy, thì đấy anh muốn là nó như thế. Anh muốn chúng ta sau này ta sẽ hỗ trợ nhau cho trong cuộc sống cái nửa còn lại của tình yêu này, và muốn làm lại cái cuộc đời của mình cho nó đẹp hơn trước đây. Anh có gia trưởng không anh ạ? Anh không gia trưởng. Tôi sợ gia trưởng lắm. Mình là tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau trao đổi cái gì chưa hiểu thì hoặc là ai đúng ai sai thì mình phân tích cho nhau hiểu. Thì đúng rồi. Chứ cũng tự quyết mà tự gia trưởng thì thật lòng mà nói thì mỗi người đều có nhận thức, đều có cái nhận thức về cái sự việc công việc đó, nên là muốn là tôn trọng và thấu hiểu, nhất là mà gia trưởng thì thật sự là tôi sợ lắm, sợ bao nhiêu. Nếu mà biết lắng nghe nhau, biết chia sẻ thì cái sự gia trưởng nó cũng hết. Bởi vì chỉ có một khi một bên mà không hiểu đấy, trong bên này nói cũng không hiểu thì nó thành ra như là cái gia trưởng thật. Thế còn như mình nói là bên kia hiểu ngay vấn đề xong, hoặc là không hiểu thì mình cũng có thể giải thích sơ qua. Thì bên kia hiểu thì cũng cái sự gia trưởng nó cũng không tồn tại nữa. Thế còn nhiều khi là một bên cứ ra lệnh bắt bên kia thực hiện thì đấy nó gọi là gia trưởng. Không có bên kia không có lắng nghe, không có chia sẻ. Thì nó tạo nên cái nó gọi là sự gia trưởng. Còn anh muốn là ví dụ em vừa nói đấy là có cái gì là cùng nhau chia sẻ trong giải thích thì là nó sẽ êm đẹp hết thôi.
Hiện nay là anh cũng đang sống Bình Thạnh cũng một mình ạ. Anh một mình, một mình đi chợ, một mình nấu cơm đủ thứ. Thật sự mà nói anh có siêng nấu ăn chưa, tôi làm miếng nấu lắm. Thật sự đấy, nấu thì nấu được nhưng mà hình như nấu một lần ăn cả ngày. Chứ lát mới một mình mà nấu, sáng nấu chiều nấu thì nói chung là cũng không có siêng lắm cái bộ đó. Cho nên là thôi có thể thì tất cả các thứ là mình phải đặt vấn đề là sức khỏe của mình là chính, sức khỏe mình chính. Và phải ăn, thứ nhất là ăn đủ, thứ hai là ăn sạch, nên phải tự đi chợ, tự chọn và tự nấu thứ. Chứ không thể theo ấy được. Thế có hai người sau này mình cùng nấu chứ, để động viên nhau ăn. Động viên nhau là bây giờ mình trao đổi về một chút xíu là tính tình của mỗi người, coi có ai có cái gì đó mình nói trước đi, mình cần gì đó thì mình nói anh, với anh cần cái người như thế nào để chia sẻ anh thôi gì đó, rồi bên kia cũng nói về cái nhu cầu của mình, yêu cầu của mình để xem hai bên có đáp ứng được hay không. Ha, rồi mời chú nói. Về em nói về cái tính nóng tính thì anh không ngại cái đấy, bởi vì nóng tính thường thường là nó do nguyên nhân ngoại cảnh nhiều. Thế nên hoặc là cái nó gọi là cái mạng cặp mạng với nhau đấy, khi mà em cặp với một cái mạng nó khác ấy thì cái sự nóng tính nó thể hiện rất là mạnh, nhưng mà khi em gặp một cái người mà nó hợp ấy thì tự nhiên cái nóng tính nó hết đi. Đấy, ví dụ như là bà Thatcher, thủ tướng của nước Anh đấy, bà ấy lên quốc hội thì bà ấy gọi là bà đầm thép, nhưng về đến nhà bà ấy bỏ dép ra cái thì lập tức người vợ hiền nói cái rồi cái đó anh nói thì tôi cũng em rất là hiểu là vấn đề mà mình phải dằn lành, bây giờ nhất cái tuổi về già là mình phải dằn lòng rồi, cũng bớt một phần nào so với trước đây. Vì đúng đó ra thì trong cái cương vị làm mà đứng đầu một cái tổ chức công đoàn đoàn thể đó thì ít nhất mình cũng có một cái quyết đoán á, cũng nó có bản tính nó một phần ảnh hưởng, cho nên trong cuộc sống nó cũng có một cái ít nhiều nó cái đó. Nhưng mà tôi muốn là trong cuộc sống gia đình vợ chồng thì có gì không nên không phải thì mình cùng nhau phân tích hoặc là cùng nhau nói cho nhau hiểu, em không nên làm thế này, anh không nên làm thế kia, để cùng nhau mình là thấy không nó là cần rút kinh nghiệm, càng thấy là không nên làm thì mình sửa luôn. Chứ không có là mắng mỏ hay la lớn hay là nói với nhau xúc phạm mà không tôn trọng lẫn nhau thì cái điều đó là em không muốn nói cho tôi. Tuổi tác anh giới thiệu thì anh đã nhiều rồi, hơn tôi rồi, anh hơn em rồi, cho nên là nói cho cùng cho cùng thì mình cũng là người Bắc với nhau. Thế thì quan điểm cuộc sống cũng như là văn hóa của từng vùng miền thì mình cùng hợp hơn. Thì qua đây là cũng thấy là giữa anh miền Bắc Thái Bình và tôi là mặc dù là cũng sinh ra lớn lên miền Bắc mà bố mẹ thì là miền Nam tập kết ra Bắc, nhưng mà bản thân thì sống ngoài Bắc cho nên là cái văn hóa vùng miền Bắc mình thấu hiểu đó. Cho nên thôi thì hôm qua đây là cũng là cái duyên anh em mình gặp nhau để trao đổi như thế, vậy thì có dịp để mình tâm sự cũng như tìm hiểu kỹ hơn nhau về mục đích của tôi, của em là muốn là có một người bạn thật sự là tri kỷ, vui buồn chia sẻ trong cuộc sống thì lo tri kỷ, lo cho nhau về cái tuổi già, viên thuốc viên men hay là chén cơm chén cháo khi bệnh khi đau. Và ngoài ra thì kinh tế của thì mình không hề khó khăn. Nói đúng ra là không hề khó khăn, quá đủ và có thể đi du lịch đó, đây không ngại đó, nó thật thế. Và gia đình thì tất cả anh chị em đều ở quận Tân Phú hết, năm chị em đều ở quận Tân Phú hết mà cùng một cái phường luôn, cho nên là ới nhau là gì thì nói chung là chị em nhất là gia đình rất là đồng bọc. Bản thân em vào Sài Gòn này từ năm 78 nhưng đem hết năm chị em vào Sài Gòn lo nhà lo cửa cho mấy chị em hết đó, cho nên là bản thân cũng người rất là biết lo toan trong gia đình. Đấy đây là để anh cũng hiểu sơ bộ như vậy. Bây giờ Linh thấy yên tâm. Yên tâm không? Linh thấy thế này nè, hai người nãy giờ là nói chuyện cũng khá hợp với nhau. Vấn đề quan trọng là mình tìm hiểu chắc cũng không có lâu lắm đâu. Vấn đề bây giờ mình thử bàn xem mình về Tân Phú hay về Bình Thạnh ở, nhà nào cho thuê mắc hơn thì để đó cho thuê, nhà nào cho thuê rẻ thì mình để mình ở. Đó, mình bàn ở đâu thôi nếu mà hợp với nhau. Vâng, cái đó thì chúng tôi sẽ bàn với nhau.
Bây giờ mình thử bạn bây giờ về đâu thì hợp lý nè. Ví dụ như là tôi đến nhà cô ấy và tôi thấy cái nó thoáng mát các thứ thì tôi bỏ có khi ở đây còn cái nhà đằng kia cho thuê hết à, đấy. Hoặc là cái này là anh ở hai gian yeah. Ừ, anh mới lấy thêm một gian nữa, thế còn trước đây anh ở một gian phía mặt tiền đấy, có cái bếp ở đấy, thế vừa rồi lấy thêm một gian nữa. Thế thì ví dụ như là về ở Tân Phú nhà em mà nó thoáng mát mà nó hợp ấy, thì hợp với tuổi già ấy, thì ta về đấy ta ở, còn cái này là chỉ có thuê lấy tiền về là kia sống thôi. Đúng rồi, dạ. Ừ. Có gì thì mình đến thực tế thì mình học sát. Đúng rồi, đúng rồi. Thực tế để khảo sát xem cái đấy, đó nhưng mà thực tế phải ví dụ như là hôm nay em về nhà anh, thế xong vài ngày nữa anh về nhà em xem bắt đầu khảo sát. Bàn ha. Vâng, bàn. Dạ. Nói đấy, chung là bây giờ bàn thực tế là cái nào cho thuê được khá khá thì mình để cho thuê. Vâng. Ha. Vâng, còn nếu mình kinh tế mình khá khá rồi mình thôi. Mình để hai căn nhà đi đi về về luôn cho nó vui. Nếu mà gái thì cũng không cần thiết phải cho thuê đâu. À. Nếu mà đủ rồi thì mình cũng cần thiết phải cho thuê hết làm gì. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Coi như là mình để đó đi về cho nó vui, cho nó nhiều nhà chơi. Dạ. Yeah. Ha. Muốn em về nhờ ở nhà anh luôn ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì xin lỗi anh chưa thể được cho để cho thu xếp, tại vì bây giờ ở nhà cũng có một số việc. Ừ, thế thì giải quyết, dạ. Thế thì tí nữa sẽ cho địa chỉ điện thoại để liên lạc, dạ, cái hẹn sau. Ừ, rồi, dạ. Cũng được không? Dạ, dạ, cho còn ngày hôm nay thì các bạn là xin lỗi anh trước. Anh rất hy vọng ở chương trình hôm nay, dạ. Bởi vì đây là số trời để cho duyên chúng ta gặp nhau. Dạ. Ừ, đấy. Dạ. Ừ. Đấy. Để sau chương trình thì anh cho điện thoại đôi bên để hai bên có thể liên lạc. Dạ. Còn hôm nay thì thật sự là xin lỗi anh là tôi gấp quá rồi, muốn dạ. Hôm nay luôn đó. Dạ. Dạ. Tôi muốn tí nữa thuê xe ấy trong chợ cô về luôn. Ôi. Là nói đi cho cháu với đứa em là cũng thuê taxi đi từ sáng giờ. Cũng từ Tân Phú chốc nó cũng phải đi cùng chị em với nhau về. Bây giờ thứ vậy hai nó về có việc. Vậy hẹn ngày mai đi. Ngày mai cái nhớ mình hỗ trợ cho chú nha. Hỗ trợ chú với cô. Ngày mai đó mình hẹn ở đâu đó. Rồi chú tự đi tới, rồi cái mình qua thăm nhà gái trước đi. Rồi. Cái mình gặp gỡ gia đình nhà gái. Bây giờ thời gian mình nó cũng cạn rồi. Mình phải tranh thủ thôi, càng nhiều càng tốt. Mình tới nhà gái trước, gặp nhà gái xong cái mình bàn, xong cái mời nhà gái về nhà trai luôn. Rồi cái mình làm buổi tiệc luôn. Rồi. Được không chú? Được ha? Được. Okay, dạ. Vậy là ok ha? Dạ. Okay. Dạ. Chú bây giờ đây là một cặp đôi đầu tiên đó nha. Là có thể là nhanh hơn mấy cặp kỳ trước, nhanh hơn nha chú nha, nhanh hơn chút xíu để thật ra là bây giờ mình về để mình chăm sóc lẫn nhau, mình tri kỷ, mình chia sẻ lẫn nhau mà ha, nên nghĩ là càng sớm càng tốt thôi. Hả? Còn lương hưu thì khỏe re, nãy giờ Linh nghe nói là khỏe re rồi, nuôi thêm một hai người nữa cũng không sao chứ, con cháu về nó chơi càng đông càng vui nữa ha. Rồi bây giờ là chúc cho cặp tri kỷ hôm nay sẽ mãi mãi bên nhau, chăm sóc cho đến gọi là trọn cuộc đời này luôn. Chú thấy sao? Cảm ơn chương trình. Được hả chú ha? Nhất trí. Rồi hai người ôm nhau một cái. Thôi ạ, già rồi. Nó đâu có sao đâu, ôm nhau tình cả anh em mà. Này nó khác hẹn hò chứ bây giờ thôi chứ già có tuổi. Giống như Linh với Lan ôm nhau một cái cho nó tình cảm thấm thiết không mà. Có gì đâu. Hả? Đó. Nắm tay này rồi. Dạ. Chú thấy chú xúc động ha chú hả? Xúc động ha. Có bao giờ chú đã bao lâu rồi chứ chưa nắm tay một cái người khác giới? Lâu lâu rồi. Tôi mới ly dị được ngày 20 tháng 1 năm 2021. Dạ. Nhưng mà trước đó là sống ly thân 4 năm. Dạ. 4 năm rồi bắt đầu mới ly dị. Rồi. Chúc cô chú hạnh phúc nha. Dạ. Ok. Dạ. Học Lan có nói gì với cô chú không? Ha? Xúc động quá hả? Rồi, đứng vô đây đi, coi cô chú đây. Hả? Thật ra là bây giờ mình có làm thủ tục bấm nút không nha? Mình vẫn phải làm đúng thủ tục. Hả? Và hôm nay là con với lại nhờ chú Quyền Linh sẽ thay cô chú để bấm nút. Cô chú đồng ý đúng không ạ? Đồng ý. Cô có đồng ý không ạ? Dạ, có. Dạ. Nào. Đây, tụi con bấm nút cho chưa, cô. Cô chú cứ nắm tay đến đây. Cô chú cứ việc nắm tay nha.
giờ mình hỏi lại, cô nói đồng ý lớn lên ha. Rồi chú cũng vậy nha, tụi con làm nhiệm vụ giúp thôi. À, xin hỏi chú là chú có đồng ý không ạ? Đồng ý. Cô có đồng ý không ạ? Dạ đồng ý ạ. Bấm. Thật ra rất là xúc động trước cái tình của cô chú. Hy vọng rằng cái tình cảm này nó sẽ gắn chặt với nhau, để chúng ta cũng có một người bạn tri kỷ với nhau suốt cuộc đời nha cô chú ha. Dạ. Dạ.